Sự thật là không có mình, đúng không? Cho nên nếu mình thấy đúng cái sự thật mà không có mình ở đây là tự nhiên mình bị bất lực. Trước đây mình tham sân, mình muốn bỏ, mình buồn phiền, mình muốn bỏ, mình muốn xả ly, mình muốn là thanh tịnh, mình muốn gì gì đó. Là do đâu? Do có mình khẳng định có mình ở đâu đó. Cho nên mình mới buồn, mình mới thương, mình mới giận, mình mới ghét, mình mới chấp, mình mới thủ, mình mới xả. Bây giờ mình ở đâu xả? Khi mà mình thấy không có thân tâm là mình ở đâu? Và nếu không có mình ở đâu thì mình có thủ xả không? Còn mình sẽ thấy có thủ xả. Và khi mà mình thấy mình không có thân tâm, tự động mình bất lực. Mà khi mình bất lực là hiện thực hiện tiền. Đạo là vậy đó. Đơn giản còn hơn là đang giỡn nữa. Nó đơn giản còn hơn là cắn bể một phần tỷ con hạt mè nữa, quý vị tin không? Nhưng mà người ta làm phức tạp đi. Người ta làm phức tạp để gây rối cho nhau, chứ không có cái gì ghê gớm đâu. Bây giờ tất cả mọi cái đều rất là bình thường. Điều rất là bình thường. Nếu mà thật sự chúng ta bình thường thì chúng ta là đạo. Bình thường tâm thị đạo. Đó là tổ nói chứ không phải tôi nói rồi nha. Nhưng mà chúng ta không chịu bình thường. Ở đây chúng ta muốn lấy, chúng ta muốn bỏ, chúng ta muốn khẳng định, chúng ta muốn phủ định gì gì đó ở đây, chứ chúng ta không chịu bình thường. Tại sao vậy? Tại vì mình còn muốn tiếp tục mê lầm. Nó không biết sao tôi nhận đạo không nổi. Tại vì muốn mê lầm lấy gì nhận đạo. Chúng ta đang muốn bất thường ở nơi hiện thực này, chứ chúng ta có muốn thành người bình thường không? Người bình thường thì ở đây là rỗng rang, là rời rảnh, là không có dính mắc, là thông lưu, là sáng tỏ rạng người, thì đó là chuyện bình thường. Nhưng mình không có chịu cái bình thường này, mình muốn thành người bất thường là tôi phải thế này. Tức là muốn cái tôi phải hiện ra ở nơi hiện thực này. Nơi hiện thực nào mà không hiện cái tôi là tôi thấy tôi bị cái gì đó, tôi bị mất cái gì đó. Quý vị thử mất luôn cái tôi này dùng cái đi. Làm ơn mất cái tôi này đi. Để chúng ta không tiếp tục sai lầm ở nơi hiện thực hiện tiền này, hiện hữu này. Bây giờ chúng ta trở lại là chúng ta đang nghe. Nãy giờ là chúng ta đang nghe. Và rõ ràng sâu nơi lòng mình thấy mình đang nghe, đúng không? Có ai thoát khỏi cái này không? Đưa tay lên coi. Cái đang nghe của mình, mặc dù nó là thanh tịnh, mặc dù nó là không động niệm, đúng không? Bây giờ chúng ta thả lỏng hết, chúng ta nghe, chúng ta không có khởi niệm phân biệt gì hết trơn. Có tiếng thì nghe không tiếng, có tiếng mới, nghe tiếng mới, có không tiếng, nghe không tiếng, đúng chưa? Tới đây luôn đi, tới đây hết đi. Đó là một bước, đúng không? Bây giờ chúng ta bước thêm một bước nữa, mà tới đây nổi không có đã. Tới đây nổi hay không có đã. Đó bây giờ là có tiếng, nghe có tiếng nè, có khoảng rỗng giữa hai tiếng, mình nghe có khoảng rỗng rồi tiếp tục có tiếng mới, nghe tiếng mới rồi có khoảng rỗng, nghe khoảng rỗng rồi nghe tiếng mới, nghe khoảng rỗng, nghe tiếng mới, nghe tiếng rỗng, đúng không? Không có cần hiểu là cái gì hết, chúng ta chỉ đơn giản là nghe âm thanh, có khoảng trống giữa hai âm thanh, có âm thanh mới, khoảng trống, âm thanh có âm thanh mới, khoảng trống có âm thanh mới, khoảng trống có âm thanh mới, khoảng trống có âm thanh mới. Chúng ta tới đây nổi không? Nổi không? Đây là một cái sự thật, chứ không phải tới với lui đâu, hỏi giỏi hỏi chơi vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy được cái sự thật nó đang như vậy thì chúng ta đã bắt đầu chậm tới một tí rồi. Chậm tới một tí thôi nha, mới có chậm một tí thôi. Nhưng mà không có thấy được sự thật này thì không có chậm tới đâu. Và không có thể nghe tiếp, không thể hiểu tiếp, không thể nhận định tiếp. Và không thể nhận được chân lý đâu. Nghe kỹ đi. Quý vị thấy chữ nghe, chữ kỹ, chữ đi thì có ba âm thanh đúng không? Nhưng mà giữa ba âm thanh là có khoảng trống không? Nghe được cái khoảng trống giữa hai âm thanh không? Đây là công án thiền sư tiến vũ của một bàn tài. Phá vỡ công án nó liền ngay tại chỗ. Nếu chúng ta nghe được cái khoảng trống của hai âm thanh thì chúng ta sẽ phá được công án là tiến vũ của một bàn tài. Hai bàn tay vỗ thì tạo thành tiếng, mà một bàn tay vỗ có tiếng không? Nhưng phá công án dễ dàng của thiền sư không có khó, mà phải tới đây mới phá được rồi. Thế vậy là nghe được tiếng vỗ một bàn tay thì cũng chưa có tới đâu.
Cho nên tiếng dỗ bằng tay công án ở tầng thấp chưa phải là cái chỗ, nếu nhận ra, nếu phá được thì chưa phải là người triệt ngộ. Nhưng mà chúng ta tới đây để chúng ta thấy được tiếng dỗ một bằng tay một cách rất rõ ràng nha. Có nghĩa là cái khoảng trống giữa hai âm thanh, chúng ta phải thấy nó như là âm thanh đang hiện. Hai cái này chúng ta tuyệt đối thấy bình đẳng như nhau chưa? Đây là vấn đề. Đối với trí tuệ thật thì chỗ này chúng ta thấy giữa cái âm thanh thứ nhất thì nó sẽ có một khoảng trống tương đương với âm thanh đó, xong rồi mới tới âm thanh thứ hai. Giữa ý niệm thứ nhất có một khoảng rỗng tương đương với ý niệm đó thì mới có ý niệm thứ hai. Tất cả những cái này phải được chúng ta thấy tường tận. Thấy nổi không? Âm thanh là dễ nhất, ý niệm là nó cũng không có khó gì, nhưng mà nó mong manh quá. Mà không thấy được cái này thì tuệ chúng ta chưa có. Vì cái này là cái sự thật ở đây mà. Mà cái sự thật chúng ta không thấy đúng có nghĩa là chúng ta không có trí tuệ, đúng không? Nhưng mà không, cái trí của ta nó rất là rõ ràng. Chỉ có điều là từ xưa giờ không ai nhắc kỹ mình chỗ này để mình thấy ra sự thật. Bây giờ thấy được, nhắc là sẽ thấy liền. Chỉ gần chút lưu tâm quý vị sẽ thấy điều này rất rõ ràng. Và nếu chúng ta thấy điều này rất rõ ràng là tuệ bắt đầu mở đó. Để chúng ta sẽ chạm tới sự thật sâu hơn. Thấy được không? Nè, hỏi thiệt á, đầu năm nói thiệt nghe coi. Thấy tới đây nổi không á đã? Chứ mình nói mình tìm chân lý, mình tìm đạo lý, mình tìm chân gì đó đủ thứ hết. Mình đã tu học, mình đã bỏ công, bỏ sức mình cả đời ra. Mà cái sự thật hiện hữu này mà mình không thấy thì chân lý ở đâu ra? Chân lý kiếm ở đâu? Tính kiếm ở đâu vậy? Lên non cao hả? Hoặc là qua cái xứ gì đó lạnh lạnh rồi leo lên tới cái đỉnh Himalaya gì đó kiếm. Và rồi kiếm thì kiếm lạnh rung cầm cầm chơi chứ có cái gì đâu. Chân lý là ở hiện thực trên mọi lĩnh vực, trên mọi tình huống, trên mọi ngõ ngách, trên khắp hư không vũ trụ này. Cho nên muốn đi tìm ở đâu là người đó đã loại trừ chân lý rồi, mà đi tìm cái gì? Mình muốn tìm chân lý ở đâu có nghĩa là ngay nơi cái muốn tìm đó là mình đã loại trừ chân lý khỏi nơi mình rồi. Mình loại trừ cái hiện thực ở nơi mình rồi. Mình muốn có một cái gì đó nó không phải là cái hiện thực hiện tiền hiện hữu này. Cho nên cái tâm tìm cầu thôi đi. Trở lại cái sự thật cho để chúng ta bước từng bước rất vững vàng. Chúng ta bước bước thứ ba là thấy rất rõ giữa cái động và cái không động như nhau, đúng không? Nếu như ở đây mà một bản nhạc hiện ra, chúng ta nghe chúng ta có cảm giác lân lân gì đó, nhưng mà nghe kỹ đi thì giữa cái nốt nhạc thứ nhất nó có phản rỗng, nốt nhạc thứ hai nó hiện ra có phản rỗng, nốt nhạc thứ ba nó hiện ra, nó mới có được cái lực tác động. Nếu không có phản rỗng thì cái nốt nhạc hiện ra không còn giá trị nữa. Nếu không có khoảng rỗng thì không thể tạo ra hai âm thanh, và không có tạo ra ba âm thanh, và không còn ý nghĩa gì, đúng không? Ít ra chúng ta phải thấy được cái ý nghĩa của cuộc sống là cái khoảng rỗng này, cái khoảng rỗng giữa hai ý niệm, khoảng rỗng giữa hai âm thanh như nhau thì người đó là có cái thấy bình đẳng. Cái hiện thực bình đẳng nó đang hiện hữu. Đó thì chúng ta phải thấy như vậy, phải biết như vậy trước. Thấy được không? Nghe thì nó làm sao? Quá đơn giản đúng không? Cho nên mình coi thường. Nhưng mà coi thường cái này là mất nền tảng của đạo lý, quý vị tin không? Ai coi thường cái này là mất nền tảng của đạo lý. Và không thể nào công phu tu tập gì được đâu, đừng có nói khoét. Nếu bỏ qua cái này mà nói là tôi tu được cái gì, người nói xin lỗi á. Cúng cho một bữa cơm rồi bye bye, không bao giờ gặp lại lần thứ hai. Đừng có nói là tôi đang tu thiền, là tôi mật tu tịnh gì mà cái chỗ này bỏ qua. Bỏ qua là mất nền tảng. Đối với chúng tôi bỏ qua cái này là mất nền tảng công phu. Thì tu cái gì nữa? Cái sự thật không thấy ra, không có cái tuệ thì đi vào đạo là cái gì? Đối với bản kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói thì sao? Hãy chọn nhân gì?
Nhân giải thoát thì sẽ có cái quả giải thoát, đúng không? Còn nhân lầm mê thì có cái quả lầm mê. Đây là nhân tuệ giác thì sẽ có cái quả tuệ giác. Nhưng mà khởi nhân đi vào con đường tu tập, cái nền tảng này mà chúng ta không có thì mình nói mình tu cái gì? Không thấy được cái này, không thấy được cái ý niệm hiện ra có một phản hở, ý niệm thứ hai có phản hở, ý niệm thứ ba. Thì như vậy là chính cái phản hở này, chính cái khoảng rỗng này, nó là một chúng sanh theo đúng tinh thần Kinh Kim Cang thì nó là chúng sanh không hình sắc. Còn ý niệm hiện ra là chúng sanh có hình sắc. Nó cũng chỉ là loại chúng sanh thôi, nhưng mà mình không thấy rõ, mình không nhận biết rõ nó, thì mình đi sâu vào con đường tu tập mình thấy cái gì? Chờ cái rỗng hiện ra thôi. Chờ rỗng hiện ra mà không thấy cái khoảng rỗng này thì cái rỗng nào hiện ra? Và cái rỗng hiện ra nó cũng là một cái loại chúng sanh không hình sắc hiện ra nữa. Vậy thôi. Thay vì bây giờ mình thấy bằng cái sự cân bằng bình đẳng tuyệt đối ngay cái niệm thứ nhất có khoảng rỗng, niệm thứ hai có khoảng rỗng, niệm thứ ba có khoảng rỗng, niệm thứ tư có khoảng rỗng, thì quý vị sẽ làm sao? Tự động automatic mình hết đi cái cuồng loạn nơi tâm, hết đi những cái phiền muộn nơi tâm và không cần phải dụng công gì nữa. Hay không? Vì sao? Vì một niệm nó hiện hữu là nó mất, đúng không? Nó tự ô tô mà tích nó mất, vì có khoảng rỗng kế bên đó mà, cho nên mới có ý niệm thứ hai. Không có khoảng rỗng thì không có ý niệm thứ hai. Và như vậy thì niệm thứ nhất, niệm thứ hai không tương tục, đúng không? Chư Tổ nói là niệm thứ nhất, niệm thứ hai, niệm thứ ba không tương tục. Đó là đạo, đó là lời nói của Tổ Huệ Năng. Nhưng mà sự thật thì nó chưa từng tương tục, mà mình thấy nó tương tục. Vì rõ ràng là một niệm rỗng liền, rõ ràng một âm thanh mất liền, có khoảng rỗng liền và mới có âm thanh thứ hai. Nhưng mà mình kết nối để trở thành tương tục, để mình có thể nhận biết, để mình có thể nhận hiểu, để mình có thể thấy đúng, mình thấy sai, mình thấy cao, mình thấy sắp, là do mình cho rằng nó tương tục. Mà người sống đúng với cái hiện thực hiện tiền thì hiện cái niệm lên thì rõ cái niệm đang hiện lên. Cái niệm vừa mất, chúng ta thấy rõ cái niệm mất là khoảng rỗng đang hiện lên, đúng không? Đây đang sống cái hiện thực mà mình nói tới nói lui, mình cũng vẫn đang là cái người thấy thật, sống thật. Thì cái người thấy thật, sống thật là đang thấy một âm thanh hiện lên, và cái khoảng ngách giữa hai âm thanh là cái khoảng rỗng đó nó tương ưng với cái âm thanh đang được mình nghe. Mà mình chỉ nghe âm thanh thôi, mình không chịu nghe cái khoảng rỗng, tức có nghĩa là mình đang từ chối cái sự thật, thì làm sao mà thấy đúng hết vấn đề? Phải thấy được hai mặt của vấn đề thì người đó mới được gọi là thấy chân lý. Vì chỉ nghe tiếng thôi, cái khoảng không tiếng mình không có chịu nhận biết, không có chịu nghe, thì mình có thấy đúng chân lý không? Đừng nói đời sống tôi bình đẳng trong cái thấy này nè. Nếu mà chúng ta thấy được thì mới nói chuyện bình đẳng, còn thấy không được chuyện này nói chuyện bình đẳng là nói khoét. Nhưng đây không phải nói là mình để chấp nhận, không phải nói ra để mình có thể chấp nhận, mình gật đầu mà muốn nói để mọi người sẽ nhìn nhận, sẽ thấy hay ra được cái sự thật nó vốn dĩ là như vậy. Chứ không có thêm không bớt gì ở đây à. Và khi chúng ta nhận được sự thật vốn dĩ như vậy rồi thì thân tâm của mình ngay nơi hiện tiền này không có chỗ để dính. Có nghĩa là đạo giải thoát nó vốn dĩ là như vậy, không phải cần chúng ta tìm cầu, không phải cần chúng ta dụng công, không phải cần chúng ta làm cái gì, mà chúng ta đã vốn dĩ không dính mắc. Nếu chúng ta nghe được khoảng rỗng giữa hai âm thanh, khoảng rỗng giữa hai niệm là tuyệt đối chúng ta không bao giờ còn bị loạn tâm, loạn trí. Tôi ngồi mà vọng tưởng ùng ùng, vọng tưởng ùng ở đâu được mà ùng, một niệm nó sống còn không xong, đúng không? Một ý niệm không thể tồn tại được. Nhìn kỹ coi nó có tồn tại được không? Nhìn kỹ thì ý niệm nó hiện ra, nó chợt mất liền ngay nơi nó đang hiện đó, mà mình giữ nó, mình giữ còn không xong, thì ở đâu có ra mà loạn tưởng. Nhưng mình không có nhìn nhận cái sự thật này. Đó. Và nếu như chúng ta tới đây được,
chúng ta tới đây được thì tự động mình thấy rõ ràng là bây giờ mình không có cần dụng công gì nữa. Này nó hiện lên mình cũng thấy rõ, nó hiện lên nó lặn xuống mình thấy rõ, nó lặn xuống nó hiện cái mới mình thấy rõ, cái hiện cái mới nó lặn xuống mình thấy rõ, nó lặn xuống mà cái hiện ra cái mới, hiện ra cái rõ, giống như là cái răng cưa, thấy răng cưa, thấy khoảng rỗng, răng cưa khoảng rỗng. Mình thấy cái mặt vật lý thôi, cái răng cưa nó hiện lên có khoảng rỗng thì mình mới cưa đứt cái cây được, đúng không? Nhưng mà nếu mà nó bằng luôn mình cưa đứt nổi không? Khó đứt luôn. Và cuộc sống luôn luôn hiện hữu hai mặt như vậy, đó là sự thật. Giữa cái có và cái không, giữa cái thiện và cái ác, giữa cái đúng và cái sai, giữa cái cao và cái thấp, giữa cái đẹp và cái xấu. Ở đây mình đang nói mặt vật chất thôi. Và nếu như mình thấy hai cái bình đẳng thì sao? Thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Trước mắt là mình không có dính mắc. Đối với tất cả vọng tưởng là gần như chúng ta không có còn cái chuyện dính mắc nữa. Không còn chuyện sợ hãi, không còn chuyện lo lắng, không có bị cuồng tâm loạn trí giống như trước kia. Tại vì từng niệm nó hiện lên nó mất ngay tại chỗ đó mà, lấy đâu mà tâm trí cuồng loạn. Nhưng mình không thấy được cái này là mình sẽ thấy mình cuồng loạn. Và nếu mình nghe một tiếng rồi có một phản rỗng, nghe tiếng thứ hai có phản rỗng thì người ta có chửi mình đi nữa thì thành gì? Thành câu, thành lời, thành nặng, thành nhẹ không? Vốn dĩ là không có dính mà. Không, nghe tới đây là chúng ta đã thấy ngon lành rồi. Như vậy là chúng ta có thấy được sự thật này hay không? Chứ không phải là hiểu, ở đây không cần hiểu, mà mình đây là vấn đề, đây là sự thật cần phải thấy đúng. Thấy nổi tới đây không? Thấy mới được. Không phải là thầy giảng tôi hiểu, mà là tôi thấy rõ ràng nói là như vậy. Đây là cái sự gợi ý để quý vị thấy ra sự thật, chứ không phải là tôi giảng để hiểu. Và không cần hiểu ở đây, vì cái mà tôi đang nói không phải để ứng dụng tu tập, không phải là hiểu để làm. Tuyệt đối tôi không có muốn ý này nha. Tôi muốn quý vị thấy ra được sự thật để sống đúng. Ngay khi thấy sự thật là chúng ta sống đúng như thật, nơi hiện tiền đó là ăn tiền. Còn thấy một chút nữa tôi làm là không phải. Đạo không có cần cái chuyện là mình học, mình hiểu đúng rồi, mình làm đúng. Không có chuyện đó. Không có chuyện hiểu đúng, làm đúng. Mà là mình thấy ra sự thật, mình không thể sống khác hơn nữa được. Nên nhớ là khi chúng ta thấy đúng rồi thì mình không cách nào sống khác hơn nữa được. Hiểu chưa? Chứ không phải tôi học, tôi gắng tôi làm cho trúng. Tại vì chân lý nó là như vậy, cho nên tôi gắng sống đúng chân lý. Có nhiều ông thầy ngộ đạo ở kiểu đó lắm, nhiều Phật tử ngộ đạo ở kiểu đó lắm. Và chân lý nó trở thành một cái sự gắn ép, một cái sự gắn gượng để làm sao tôi gắng tôi sống cho đúng cái chân lý, tôi gắng cho sống cho đúng cái đạo. Xin thưa không phải, đạo đó là không phải đạo Phật. Đạo Phật không có cái chuyện gắn. Đạo Phật là thấy đúng là sống đúng à. Ngay nơi thấy đó là mình đã bắt đầu sống đúng sự thật. Thì đó là đạo. Đây không phải nói là ngộ, mà mình không cần phải dùng với những cái từ chữ đó nữa, mà là mình đang thấy đúng. Thì mỗi mỗi cái sự thật hiện hữu là được sáng tỏ ở nơi hiện tiền. Chứ không nói chuyện khác nữa, không nói chuyện khác. Đừng nói chuyện dụng công, nhập định gì. Ở đây mình không bàn tới, mình đang nói tới cái sự thật. Sự thật không có định loại. Sự thật là cái sự hiện hữu đó. Bây giờ là hỏi lại là chúng ta có thấy được giữa âm thanh thứ nhất, âm thanh thứ hai và có phản rỗng, và cái phản rỗng nó tương đương với âm thanh hay chưa? Thấy được hay chưa? Phải trả lời với chính mình là thấy rõ chưa? Lắc đầu lần sau trời. Không chịu thấy, mình mới lắc đầu. Có mà chịu thấy là nó lòi ra rồi. Mình cứ là khó quá, cái này nó là cái gì, cái này phải dụng công lâu rồi, phải thiền định trí tuệ. Xin thưa không phải, đừng có áp đặt mình những cái trò đó. Đối với tôi đó là những cái trò mị nhau. Đừng có áp đặt mình thành như vậy. Tức là tôi phải dụng công tôi mới thấy, tôi phải nhập định tôi mới thấy, tôi phải lắng tâm tôi mới thấy. Không phải, không có cần ba cái chuyện đó. Nó là cái sự thật, mở mắt thấy liền. Đưa bốn ngón tay thấy rõ ràng là có ngón có phản rỗng không? Thì mình thấy giữa hai âm thanh cũng giống vậy, thấy giữa hai niệm giống như vậy là chúng ta thấy trúng á. Thì nó lộ liễu, nó hiện hữu, nó hiện thực như vậy mà, đâu ai giấu mình.
tự mình áp đặt là mình thấy không được. Có nghĩa là cái thói quen cũ, tôi nói là dục cái thói quen đi hồi nãy rồi, chúng ta đừng có thấy bằng cái thói quen đó nữa. Vì cái hiện thực này nó không đòi hỏi kinh nghiệm. Thấy qua kinh nghiệm là chúng ta thấy sai cái hiện thực rồi. Thấy qua kinh nghiệm là thấy lặp lại. Mà thấy lặp lại là thấy bằng kiến thức của người khác, không cần thiết. Mình vốn dĩ có đủ tất cả mọi thứ rồi, không cần nương tựa cái thấy nào. Và chính cái phút giây độc lập nhất của chính mình, không nương tựa với bất kỳ một cái điều gì, cái hiện hữu hiện thực hiện ra là mình thấu tận nó là đủ. Cái thấu tận đó là cái thấy mới mẻ hiện tiền của chính mình, không nương gá bất kỳ một kiến thức nào, là chúng ta đang thấy đúng. Và đừng có bao giờ lặp lại cái thói quen để mà có tôi phải hiểu vậy cho nên tôi thấy vậy là đúng với cái hiểu của tôi. Không cần cái đó, không cần so sánh như vậy. Không cần bất kỳ cái kiến thức nào trước đó, và cũng không cần cái kinh nghiệm nào trước đó. Đừng nói là ông đó ông uy tín quá, ông là nổi tiếng quá, ông là gì đó, ông chứng cái gì đó, cho nên ông nói là tôi thấy là cái hồi đó ông nói rất là trúng. Nhưng bây giờ nói tôi so lại coi có trúng hay không. Nếu trúng với ông thì tôi tin, không trúng thì dẹp. Tin không có ăn nhập gì ở chỗ này hết trơn á. Không có nói chuyện tin không tin, mà đang nói cái sự thật hiện tiền, chứ không có cần niềm tin. Ở đây không có nói chuyện tin, thấy đúng hay không thôi à. Thấy sự thật hiện hữu hay không thôi à, chứ không nói niềm tin nữa rồi. Đừng có tin tôi. Tin để làm gì? Tin ích lợi gì cho quý vị? Nói ông thầy này cũng có đạo lý, tin xin lỗi tôi không có đạo gì hết trơn á. Và cũng đừng bao giờ tin tôi. Ai tin tôi là dạy. Đừng bao giờ tin nữa. Tin phần nữa cũng không thèm tin, miếng cũng không thèm tin, đừng nói tin phần nữa. Tin chi? Tin được cái gì? Bây giờ hỏi lại tôi, tin ông thầy đó tôi được cái gì? Được cái chỗ nương tựa tinh thần sao? À, tôi để nữa tôi chết cái ổng siêu độ cho tôi hay sao? Tin ổng để nữa ổng chết cái ổng tụng cho mình thời à? Vậy hả? Hay là tin để được cái gì? Tin để được cái gì ở nơi hiện tiền này? Vấn đề là chúng ta đang nói chuyện ở hiện tiền này thì ngay đây niềm tin đặt vô là phá hủy cái hiện tiền này. Không cần tin nhau. Và nhất là đừng có tin tôi. Và không có cái gì để đáng tin ở đây hết á. Vì sao vậy? Vì nếu có mình thì mình có niềm tin, đúng không? Có nghĩa là từ cái sai lầm là mình thấy có mình, và bây giờ mình tin cái điều này, mình tin cái điều kia, là một cái sự lặp lại chồng chất cái sự sai lầm mới. Cho nên niềm tin vẫn là sự sai lầm. Đối với cái hiện thực này không cần niềm tin. Tuyệt đối đừng có tin, đúng không? Ai tin? Tôi tin. Tôi là cái gì? Tôi là ngã chấp. Thì có ngã có pháp, có phải là tiếp tục sai lầm không? Cho nên không cần tin. Không cần tin. Đừng bao giờ lặp lại thói quen cũ. Đừng nói tôi tin thầy đó quá, tôi tới tôi nghe giảng. Không có tin nghe giảng thì thích hơn, mà tin nghe giảng là bởi vì mù tối. Còn niềm tin để làm một cái điều gì đó là còn tiếp tục làm cho mình mù tối. Năm mới nói câu này có bộ mít lòng quá nha. Mà kể nó ghét tôi cũng được, không biết sao hết, tôi đang nói sự thật. Tôi muốn hiển lộ cái sự thật để mọi người nhìn nhận ra được cái sự thật vốn dĩ của quý vị đã đầy đủ tất cả mọi thứ từ ngàn xưa cho tới bây giờ. Và đừng bao giờ phí uổng cái quý giá của chính mình ở nơi hiện tiền này. Tôi chỉ cần như vậy thôi. Chúng ta ý thức được cái sự thật hiện hữu hiện tiền này là quá đủ cho cái lộ trình sanh tử muôn vạn kiếp của chính mình rồi, chứ không phải là cho đời này đâu. Chúng ta đã từng bị lặp đi lặp lại những thói quen cũ để mình tiếp tục mình lầm nhận ở nơi hiện thực hiện tiền. Đối với chúng tôi là vậy. Chứ còn sanh tử muôn vạn kiếp không cần bàn. Không cần bàn nữa, nếu chúng ta không lầm ở nơi hiện tiền này là mọi thứ nó được mở toàn.
Còn cái nơi hiện tiền này mà chúng ta không có nhận đúng thì coi như tự mình bích lấp lấy mình. Chứ đừng có nói cái chuyện xa xôi là tôi sanh tử nhiều kiếp rồi, tôi chưa có tu, bây giờ tôi mới gieo duyên với Tam Bảo, tôi mới tới chùa là sẽ dạy những cái gì căn bản nhất. Tôi nói căn bản là nền tảng của hiện thực này mới là căn bản. Kiếm cái căn bản thứ hai là mấy người coi chừng gạt người khác, hoặc là quý vị bị gạt nếu có căn bản thứ hai. Vì chân lý không có cái thứ hai, và chân lý là nền tảng của tất cả những cái hiện thực đang có. Vì bây giờ mình muốn kiếm cái gì ở rời cái hiện thực này, có nghĩa là một là mình đang lạc đường lạc lối, hai là có thằng cha nào nổi tiếng quá gạt mình. Đầu năm dễ bị ân đoạn. Mà tiếp tục đừng có bị gạt. Tôi rất thích của câu nói của Long Tế là gì? Tôi dạy cho mấy người đã thấy sự thật để đừng bị Phật tổ lừa. Cha nói được á. Nghe câu nghe nó lọt lỗ tai. Đừng có bị lừa. Khi mà mình thấy được sự thật rồi không ai lừa mình được nữa. Và thấy được như thật thì mới sống đúng như thật, mới nói đúng như thật. Đó mới là đạo Phật. Đạo Phật là đạo như thật. Mà đạo như thật thì từng thời khắc một chúng ta phải thấy đúng như thật. Đợi chút nữa mình mới đúng, không có chuyện đó đâu. Không có cái chuyện nằm mơ mộng đó đâu. Đừng nói đi về trên kia tôi mới ngộ đạo. Không có cái cõi nào hơn cái hiện tiền cả. Không có cái chuyện chút đi đây, chút đi kia, chút thành cái gì, đừng có mơ màng. Đủ gì có thần thông tưởng chút hơn bây giờ hả? Hơn không? Đừng có tưởng. Nghĩ chút hơn bây giờ là tưởng tượng. Không có cái chuyện tương lai, không có quá khứ hiện tại vị lai ở nơi hiện tiền này, không có chuyện này. Không có bóng dáng của cái thời gian, và cũng không có bóng dáng của không gian. Nó chỉ là cái hiện thực hiện hữu hiện tiền thôi. Nhưng nếu như hồi nãy mình đang nói ở cái tầng rất là thấp, bây giờ mình bước lên một cái tầng nữa để quý vị thấy mình tầng từ 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 mình là mênh mông vĩ đại. Chứ mình không có đơn giản là cái thân căn củ mềm củ mẹp này rồi nữa, có mấy chục năm rồi nó mất thì cái thân này không cần bàn tới đâu. Giữ nó chơi vui trong cõi này vì còn một ít việc phải làm. Còn không văng cái bẹp là xong chuyện ra đi. Và rõ ràng là mình thừa sức này chứ không phải là sanh tử tự tại, là mấy ông thiền sư ngộ đạo ai cũng có khả năng đó. Nhưng mà tại vì trước kia mình thấy cái thân này là thiệt của mình, cho nên nó là tới hồi chết mình khổ, mình tại vì mình muốn giữ cái thân của mình. Nhưng mà khi thấy ra được sự thật, nó vốn dĩ như nãy mình nói là gì, vốn dĩ là rỗng rồi mà. Mà thực sự nó là rỗng. Nó tụ tán theo cái cố chấp của mình chứ không phải theo nghiệp nữa. Đúng là nhân quả, là nghiệp báo để tạo thành thân. Nhưng mà rõ ràng là từ cái gốc cố chấp mình ở đâu đó mới tạo thành nhân quả nghiệp báo, đúng không? Cho mình nói là có cái thân này, có cái tâm này là do gì? Do cái gốc cố chấp của mình. Cố chấp sai lầm, cái ảo tưởng sai lầm mà mình chấp giữ cái ảo tưởng đó cho nên mới ra thân tâm này. Chứ sự thật thân tâm này vốn chỉ nó không có ở nơi hiện thực này. Và ở nơi hiện thực này, mình nghe nói ở nơi hiện thực là mình tưởng là cái chuyện ở đây thôi. Nhưng mà không phải, cái hiện thực này nó là khắp không gian, khắp thời gian, xuyên suốt quá khứ, hiện tại và vị lai đều chỉ là hiện thực mà thôi, không có cái thứ hai đâu. Kiếm cái thứ hai là một cái sự sai lầm. Rồi ai bài vẽ thì là cho người khác ăn bánh vẽ chơi cho vui thôi. Chứ có hiện thực này không cần phải nói tới cái chuyện lu bu đó đâu, không có dư thừa. Hiện thực này nó rất là gọn, nó rất là nhỏ nhiệm, nhưng mà nó rất là mênh mông, rất là vĩ đại. Và chỉ là hiện thực thôi. Thấy được hiện thực là thấy tất cả mọi thứ. Sống đúng với hiện thực là sống tất cả những mọi thứ. Thì bây giờ mình trở lại cái chuyện là thấy cái khoảng rỗng nó như âm thanh nổi hay không, trở lại vấn đề. Thấy nổi không? Họ nói thiệt ơi. Thấy không nổi ngồi đây đừng ăn cơm. Đây là một sự thật. Bây giờ chúng ta sẽ bước lên một bước nữa. Sau khi chúng ta thấy được cái này rồi, tức là thấy được sự bình đẳng của vạn pháp, thấy được khoảng rộng của hai âm thanh, thì thấy được cái chuyện sinh cũng như cái chuyện tử như nhau. Nó hay lắm, nó sẽ mở ra nhiều chuyện lắm nếu mà thấy được cái này.
Và thấy được cái này là tự động mình sẽ bình, gọi là cân bằng được mình. Mình tự là đạt tới, mình tự đến được cái thấy bình đẳng của dạng pháp. Nó những cái tự nhiên đó nó sẽ xảy ra rất là sâu, nhưng mà nó mình không có thời gian để bàn sâu. Mình đang nói tới chuyện rất thực tế. Nếu mình chậm được tới cái này là mình sẽ chậm được một bước nữa. Bước nữa là gì? Thì giữa cái có và cái không này nó vốn dĩ như vậy. Đó, chúng ta sẽ nhìn thêm một bước nữa là cả hai cái thằng có và thằng không này nó vốn dĩ như nhau. Tức là sắc chính là không, không chính là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Cái gì là sắc cái đó chính là không, cái gì là không thì cái đó chính là sắc. Đúng không? Đó, Bát Nhã nói vậy đó. Cho nên chúng ta sẽ thấy được sắc chính là không, không chính là sắc. Và gì nữa? Tất cả các pháp gì? Ngay nơi hiện tiền này, tất cả các pháp đều hiển lộ từ không tướng. Cho nên nó vốn dĩ là không sanh, không diệt, không cấu, không tịnh, viên mãn, tròn đầy. Thấy chưa? Thấy được cái này chúng ta đã thấy, thấy hết được Bát Nhã đó. Mặc dầu thấy cái có và cái không, thấy cái rỗng giữa hai cái có và cả cái có trước, cái rỗng và cái có sau đều là bình đẳng tuyệt đối với nhau, thì chúng ta sẽ hiểu được sắc chính là không, không chính là sắc ngay tại vì bây giờ, ngay nơi hiện tiền này. Và gần như suốt bản kinh Bát Nhã cũng như thúc những cái điều Đức Phật nói đều là Đức Phật muốn nói ngay nơi hiện tiền này. Chứ Đức Phật không nói dư nửa lời, không nói ở ngoài đâu. Mà mình hiểu sao đó mình thành đủ thứ chuyện, dụng đủ thứ tâm, hành quá nhiều pháp, cuối cùng là gì? Cũng là cái ngay nơi hiện tiền này thôi à. Bây giờ mình gom lại để mình xài ở hiện tiền, đừng có mất thời gian ở những chuyện khác. Đó thì bây giờ giữa cái có và cái không, chúng ta phải nhìn ra nó bình đẳng như nhau. Thì có và không không khác nhau ở mọi mặt của vấn đề, ở mọi khía cạnh, ở mọi chiều kích. Nếu mình nhìn về cái có và nhìn về cái không là nó tuyệt đối như nhau, không hề sai khác. Nhận nổi không? Nếu nãy mình thấy cái có không bằng nhau thì nhìn nhiều cái chiều kích nó như nhau. Thì sinh cũng như tử giống nhau, được cũng như mất giống nhau, nhiều cũng như ít giống nhau, lớn cũng như nhỏ như nhau. Vì có không đã là như nhau rồi thì không nói những cái chuyện đó nữa. Không có nói chuyện trong, chuyện ngoài, chuyện trước, chuyện sau, chuyện hồi nãy, chuyện bây giờ, chuyện chút nữa, không có chuyện này. Không nói chuyện xa, chuyện gần, không nói chuyện đúng, chuyện sai, không có nói chuyện cao, chuyện thấp, vì nó đã là bình đẳng rồi. Ở đây không phải là một sự áp đặt, mà là sự thật khi chúng ta thấy đúng, chứ không phải là sự áp đặt. Và khi thấy đúng với sự thật này rồi thì chúng ta tiếp một bước nữa là cái gì? Tiếp bước nữa nè. Tiếp bước nữa chúng ta muốn nói tới cái sự thật này. Thế giờ là tiếp một bước sau cái thấy bình đẳng đó là tất cả các cái có cũng như là cái không đều là gì? Đều không có. Cho nên tướng có cũng không phải là tướng có, mà tướng không cũng không phải là tướng không. Vì có cũng là tướng, không cũng là tướng. Mà nó hiện tướng có nó cũng mất, hiện tướng không nó cũng mất. Thì nó chính là gì? Thì cái hiện tiền này chính là gì? Là thực thể vô tướng. Đó, chúng ta bằng bước từng bước để chúng ta trở về hiện thực. Đó là một bước nữa. Đó là một bước nữa, bước thứ 5, bước thứ 6 rồi đó. Thấy chưa? Nếu mà chúng ta không thấy hai khoảng rộng thì sức ta sẽ không thấy tới đây. Cho nên là giữa cái có và cái không, 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 tức là hai cái. Và hai cái là nó như nhau. Và khi chúng ta hai cái như nhau thì hai cái đồng đẳng, hai cái bình đẳng như nhau, hai cái có và cái không như nhau. Và hai cái này thì nó như là gì? Có tướng mà là sự thật nó là gì? Nó là hiện tiền không tướng. Hiện tiền không tướng thì có tướng ngã không? Có tướng nhân, có tướng chúng sanh, có tướng thọ giả không? Đây là tứ tướng của kinh Kim Cang, hay nói khác hơn là tướng ngã và tướng pháp. Nếu cái có nó như cái không nó cũng như cái có, và cả cái có và cái không đều vốn chỉ là không tướng, thì có ngã và có pháp không? Đây là sẽ thấy một cái thấy rất vào cảnh giới của vô ngã. Dễ không? Thế nó còn dễ hơn trở bàn tay nữa, thiệt luôn á. Cái nó khó nhận quá. Ủa đâu kêu ai nhận đây đâu.
Không có kêu quý vị nhận rồi nha. Ở đây là cái thấy chưa có tới đâu á, đang bước một bước nữa, một bước, hai bước nữa thì quý vị mới thấy ra sự thật. Thì bây giờ chúng ta cho mình thấy thấy bình đẳng nè, rồi mình thấy có và không nó đều là không tướng nè. Mình thấy được cái thân này nè, quý vị đang ngồi đây mình thấy được cái thân mình không có nữa, thấy không? Thấy được cái thân này không? Thấy được cái hiện hữu của cái tâm này không? Tức là bây giờ hồi nãy mình thấy không có thân, thân này không có, tâm này không có trong cảnh giới sự thật. Vì sao nó không có? Vì nó vốn dĩ là không tướng. Hồi nãy giờ mình đã trả lời câu hỏi đó rồi. Thì bây giờ trở lại sự thật, coi bây giờ đang cái hiện tiền này nè, thì quý vị đang nhận rõ thân, tâm và cái cảnh giới một lượt không? Đang thấy rõ ràng là mình đang ở đây, đang có cái thân đây nè, đang thấy có ý niệm đây nè, đang thấy có cái đang nghe nè, đang có cái âm thanh bị nghe nè, thấy cái hình sắc đang bị con mắt thấy, và có người thấy luôn con mắt mà thấy luôn hình sắc không? Thì con mắt đang thấy có nghĩa là căn thấy trần, thì vẫn còn gì? Còn căn trần là còn ngã. Bây giờ có một cái ông nào á, ổng ở không phải là căn trần, ổng đang thấy con mắt thấy hình sắc luôn. Tức là có một người nào đó đang nhận biết rất rõ ràng là cái nghe và âm thanh đang được nghe một cách rõ ràng không? Ra tới đây một cái đi, đây mới là sướng nè. Nãy giờ nói lòng vòng, bây giờ bắt đầu bước ra nè. Thấy được chưa? Thấy được chưa? Đừng có hiểu giùm tôi ở đây giùm nha. Ở đây không phải nói để hiểu nha. Không có nên hiểu, đừng có hiểu, đừng có hiểu. Thấy thôi chứ đừng có hiểu. Thấy đúng như vậy giùm cái đi chứ đừng có hiểu. Đừng có đặt cái thằng tâm thức vô, nó thành thói quen cũ là tôi hiểu để tôi làm cho trúng. Không có chuyện làm trúng đâu, nó trúng lâu lắm rồi. Bây giờ mình thấy trúng cái nữa là được à. Đạo lý nó là vậy đó. Nó đã đúng muôn thuở rồi, mình thấy sai thì bây giờ mình thấy đúng lại là mình thành đạo lý, chứ không phải là tôi thấy đúng để tôi sống đúng, tôi nói đúng nữa. Không phải cái chuyện đó luôn. Vì từ xưa vậy giống dĩ đã đúng rồi, giống dĩ đã viên mãn tròn đầy rồi. Không có cái gì không viên mãn tròn đầy. Nhưng mà mình bị mình cái tâm thức mình khu biệt, rồi mình thấy méo mó, mình thấy nhỏ nhiệm, mình thấy sai lệch, cho nên mình bị tiếp tục lầm. Thì bây giờ mình không có cần thấy nhỏ nhiệm sai lệch đó nữa, mình không thấy méo mó sự thật, mình thấy cho nó đúng sự thật. Và cái sự thật này nó vốn dĩ như vậy từ ngàn xưa cho tới bây giờ. Nếu như ngay tại đây mình không còn kẹt trong thân căn thì mình sẽ có một cái thấy ở hiện tiền này, là nó đang nhận biết cái căn và cái trần đang tiếp xúc nhau. Thấy không? Đương nhiên là bây giờ lỗ tai đang nghe âm thanh, đây là một sự thật. Lỗ tai đang nghe âm thanh, tức là căn đang nghe trần. Thì sự thật xảy ra còn cái thân này, còn cái căn này, cho nên còn hai thằng hoạt động, đúng không? Không đụng tới nhị thức, chúng ta không đụng tới cái đó, đang nối tới căn và trần thôi. Thì nơi hiện tiền này, chúng ta có đủ cái thấy là mình thấy lỗ tai, thấy căn mình đang nghe trần không? Nếu không thấy này lấy gì ra? Đây là một bước ra ngoài nè, một bước ra ngoài tam giới nè. Bước thử một bước coi. Dạ làm ơn đừng có hiểu giùm con nha. Đây tôi không nói cho hiểu đâu á. Không có nói cho hiểu để làm, họ đừng có thực tập quý vị, không có nên thực tập, không có nên làm, không có nên lặp lại ở đây. Hiểu chưa? Nhận biết đúng là đủ cho mọi thứ. Thấy đúng là đủ cho mọi thứ. Thấy giùm tôi thôi, tại vì cái này nó đang như vậy mà, cho nên đang hiện ở trong cái thấy của quý vị á. Cái này là cái sự thật đang hiện trong cái thấy của quý vị đó. Chứ không phải là cái gì ở đâu. Tôi đang nói cái chuyện đang có ở nơi tất cả mọi người.
dẹp cái làm biến lâu nay cho là khó dùm đi. Nó không có khó, tại vì nó đang trước mắt thấy cái xong, đâu có khó, đâu có dễ, chuyện đó nó không có dễ, không có khó ở đây. Kiếm cái gì ở đâu thì mình nói có dễ, còn cái này nó hiện trong cái thấy của mình mà. Nó đang hiện như vậy đó. Và quý vị cứ là đừng có tiếp tục theo thói quen cũ, thả lỏng hết mọi cái kiến thức, mọi cái công phu, mọi cái kinh nghiệm, mọi cái sở đắc, sở chứng gì của mình cũ quăng xuống hết đi. Mình bây giờ làm một cái sự hiện hữu mới, thiệt là mới ở đây dùm cái coi. Chúng ta đang mới chứ chưa có cũ, không có cũ, không có lặp lại được. Chúng ta đừng có lặp lại là mình làm sai cái sự thật này. Chúng ta đang rất là mới cho nên rất là rỗng, rất là rõ, rất là thông. Và cái rỗng, cái rõ, cái thông đó cho nên nó rỗng, nó đang rõ tất cả căn trần đang hiện hữu này. Đừng có cố gắng, quăng thằng cố gắng xuống đi. Đừng có mất công, mất sức, mất lực, dục nó xuống đi để nó là cái gì rất là tự nhiên, đang rõ ràng. Cái rõ ràng này là đừng có dụng công dụng lực, đừng hướng tâm vô hướng tâm ra gì đó, dẹp 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 hết đi. Không có cái chuyện hướng vô hướng ra, hướng ngoài hướng nội gì hết trơn á, không có chuyện này đâu. Cái sự thật nó không cần mình hướng ở đâu hết, mình hướng là mình phá vỡ sự thật. Cho nên không có cần gắn gượng công phu gì ở đây, tức là thả lỏng rất là tự nhiên dùng cái đi. Và khi quý vị mà thực sự tự nhiên ở nơi hiện tiền thì rõ ràng là mình thấy thân căn và ngoại cảnh không? Thân tâm này đang được mình thấy không? Cái sự thật nó không phải là thân tâm này, chỉ là thân và tâm và hoàn cảnh đang bị mình thấy rõ nó mà. Sao vậy không biết. Chờ muốn nhận ra này uổng lắm luôn á. Đừng có làm gì giùm cái đi, ở không rỗng rang liền đi. Rỗng rang rời rảnh ở nơi hiện tiền này ngay tức thì đi. Ở đây không phải nói lấy vỏ nữa, mà tôi nói là quý vị sẽ ở cái chân trời rỗng rang thật của chính mình. Đó mới là chân trời của mình. Và cái này nó luôn hiện hữu ở nơi hiện thực hiện tiền này, chưa bao giờ thay đổi một sắc na. Nhưng mà chưa đâu, đó mới là một lớp thôi, sẽ thêm một lớp nữa, nhưng mà tới đây dùm cái đi. Ở đây nó vượt hơn cái phúc lạc, chứ đừng nói là cái vui. Sơ thiền ly sanh hỷ lạc rồi định gì đó, nhị thiền định sanh hỷ lạc gì đó, nó xa với cái này dữ lắm luôn, quý vị tin không? Nó còn thấp lắm so với cái này. Tất cả những cảnh giới thiền định không so được với cái này. Không có cái cảnh giới nào có thể so được với cái hiện tiền này hết á, quý vị tin đi. Nếu chúng ta thấy đúng. Và không thấy tới đây thì làm gì tiếp làm chi người ta. Tôi nói thiệt, tôi dạy tu tôi chán lắm luôn á, tại vì dạy tu là tôi nói dốc á. Không có cái gì để tu hết á. Và đừng có tu mất lòng như vậy đó. Mà tôi không muốn nói dốc, tôi muốn nói thiệt. Mà nói thiệt thì cũng đừng có tin. Nói thiệt để quý vị nhận ra đừng sự thật có chính mình, chứ đừng có tin tôi. Tin tôi là sai lầm. Ai tin thầy Tây Hải là sai lầm. Vì tôi nói tôi không cần tin, tôi không muốn cho ai tin, mà muốn mọi người nhận được cái sự thật hiện tiền là thôi, chứ tôi không muốn ai tin tôi đó. Đừng có tin tôi, mất công lắm, mất thời gian. Hãy khởi một cái niệm tin, thay vì cái niệm đó để thấy hiện thực hiện tiền này là đủ rồi, đừng có tin. Nó dư chi, mình sống đừng có dư thừa, từng khoảnh khắc rất là gọn ghẽ, đúng đắn, chính xác, chuẩn mực, từng cái thấy rất nhỏ nhiệm nơi tâm thức của chính mình, không cần phải tin ai hết đó. Không thấy sai sự thật là quá đủ rồi. Và chân lý là sự thật để chúng ta có thể là như vậy. Thêm gì nữa ta?
Nhưng mà tới đây chưa có đỡ. Tới đây mới nói cái nữa, ông tới đây nghĩ á. Rất còn nhiều chuyện hấp dẫn ở bên sau. Nhưng mà nếu mình không có tới đây nói nữa không được, nói nữa uổng, nói nữa thành dư á. Quý vị phải thực sự ở nơi hiện tiền rỗng rang sáng suốt của chính mình đang hiện hữu, thấu suốt tất cả thân tâm và ngoại cảnh ngay nơi đây, ngay nơi hiện tiền này giùm. Vì cái đó là cái của mình và cái đang diễn ra ở nơi hiện thực này nha. Chứ không phải đợi quý vị nhận nó mới có, không có chuyện đó đâu rồi nha. Từ xưa giờ nó đang là như vậy. Đây là một cái sự thật mà chúng ta phải thấu thoát. Đây không phải là chấp nhận, không phải là hiểu biết nó, không phải là nhận định nó, và không phải là sự chấp thủ. Không có, không có những cái điều này. Sự thật nó vốn dĩ là thế thì hãy để cho nó được diễn ra như thế. Cho nên cái hồi 2009 tôi dùng cái câu trong cái bài Đạo Ca là gì? Toàn tri hiện hữu như hiện hữu. Chưa đâu, chưa nói tới cái câu đó cao hơn cảnh giới này. Đang nói ở đây chưa nói tới cái chỗ đó. Thì vậy là quý vị phải ở trở lại cái hiện thực hiện hữu của chính mình ở nơi hiện tiền này là đang rất rỗng rang, đang rất rõ ràng, đang rất rời rảnh, đang hiện thực, thì mọi sự vật, mọi cái động dụng, mọi cảnh giới đang hiện hữu ở nơi hiện tiền này, khắp không gian vũ trụ này đang được mình rõ. Tới đây cái đi. Thì thân này cũng đang được rõ tâm, đang được rõ ngoại cảnh, đang được rõ, nói gọn là như vậy. Được không? Nói con ngon lành mạnh mẽ đầu xuân mới coi. Được không cái đã? Không ai không được, chỉ có là mình đang từ chối sự thật, quý vị tin không? Ai cũng vốn dĩ là như vậy hết á. Quý vị đang như vậy mà quý vị từ chối sự thật thì uổng phí quá đi. Phật tổ nói hết lời cũng muốn chỉ sự thật này mà. Và làm ơn làm phước đừng có cô phụ Phật tổ. Mình mà không có thấy cái này xem như mình cô phụ Phật tổ á. Và như vậy thì sao? Mình sẽ tiếp tục trầm luân sinh tử. Tại vì mình đã cô phụ Phật tổ rồi. Nhưng mà ngay từ đầu tôi nói là tất cả chúng ta đang ở trong đạo tràng thanh tịnh của chư Phật mười phương mà. Chưa dám nói câu tất cả chúng ta đều là Phật, sợ nó bị sốc. Nhưng mà sự thật là cõi giới của chư Phật với tất cả cái hiện tiền này không có khác nhau cái gì trong đó có mình. Tức là mình đang hiện tiền hiện hữu trong cõi giới của chư Phật, đồng đẳng như cõi giới của chư Phật, không khác nhau mãi tơ nào. Đừng nói mình thành Phật, mình nói là sự đồng đẳng nó đang hiện hữu, không có khác được đâu. Đừng có cố làm khác. Khác để làm cái gì? Để được cái gì? Đó, mình phải thắc mắc với mình. Bây giờ nếu mà tôi muốn khác cái hiện tiền này để tôi được cái gì? Có cái gì hơn cái hiện tiền hay không? Cái đó. Nếu không có gì hơn thì thôi đi, đừng có tiếp tục, đúng không? Đừng có mơ màng, đừng có mộng mị, đừng có tưởng tượng như tưởng dôi cái gì đó. Chút nữa tôi sẽ được cái này, chút nữa tôi sẽ cao hơn, chút nữa tôi sẽ cái gì gì đó. Không có chuyện chút nữa đâu. Không bao giờ có chuyện chút nữa. Tất cả những khoảnh khắc đều là hiện tiền. Cho nên không có bóng dáng thời gian. Hiện tiền không phải là cái hiện tại, mà nó là cái thực tại. Cái thực tại này nó hiển nhiên là như vậy, chứ nó không có phải do ai gò ép nó, không ai bắt ép, không phải mình tu lâu tu mau, mình có đức không có đức gì, không có cái chuyện này. Đừng có đem cái chuyện đó ra mà hù người ta.
ai cũng như ai hết, không ai hơn ai cái gì đâu, mà đừng có hù. Đừng có hù, đừng nói tôi tu mấy chục năm rồi tôi phải là cái người thế này thế kia, tại vì tự mình áp đặt mình, tự mình đè bẹp người ta xuống thôi. Mấy cái chuyện đó không có dính gì với cái hiện thực nữa đó. Thì bây giờ mình trở lại cái chỗ rỗng của mình, hãy thả lỏng hết tất cả mọi thứ và đừng áp đặt mình ở bất kỳ vị trí nào. Và cái mình cũng không có ở đây luôn. Cái mình cũ không còn, là mình là tôi là thân này, tôi là tâm này, tôi là sự hiểu biết, tôi là sự nhận định, tôi là sự rỗng lặng, tôi là sự thanh tịnh gì đó. Những cái đó đều là những cái sự áp đặt của bản ngã. Đã sai lầm, đã có tôi đã sai rồi mà tôi còn định, tôi còn loạn, tôi còn thanh tịnh, tôi còn bất tịnh, cái gì đó là tào lao. Tự mình cứ gài cho mình sai tiếp để làm cái gì? Cái sự thật mở mắt ra cái gì cũng thấy, cái gì cũng nghe, cái gì cũng biết, mà không có dính với cái gì, không có gì thì là mình cũng không có là cái gì. Nhiều đó, chơi cho vui cuộc đời này mà làm không được thì thôi làm gì nữa. Mà thiệt, mình không phải thân tâm này. Thân tâm này đang bị mình biết, đang bị mình thấy. Tôi đang nói tới cái chỗ, cái tầng là mình đang hiện hữu để mình biết thân tâm và ngoại cảnh. Chứ thân tâm ngoại cảnh không phải là mình. Đừng có tiếp tục làm cho thân tâm này là mình nữa. Để một cách rất là nghiêm túc, thấy thực sự rất là nghiêm túc về cái chuyện này. Thì xưa giờ mình làm, mình thấy mình có thân này, có tâm này, cho nên có đủ thứ chuyện phiền phức mệt mỏi rồi. Giờ nhấc nó quăng bên, giục cái bẹp xuống đi. Đừng có sử dụng thân tâm là mình nữa đi. Và ở nơi hiện tiền này là không có thân tâm đâu. Nếu mà ngay đây mình thấy có thân tâm của mình, có của ai đó hiện tiền này, là chúng ta đang bắt đầu đưa mình vào con đường mê lộ. Dừng lại đi. Như từ đầu không có mình. Hãy nhìn nhận sự thật. Tại sao thân tâm này không phải là mình? Tại vì nó là cái đang bị mình thấy, đang bị mình biết. Trong bài kinh cơ bản nhất của Trung Bộ là gì? Thân này không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta rồi. Đúng không? Đức Phật đã nói điều đó rồi. Và cái hiểu biết, cái tâm trí nó cũng là như vậy. Nhưng Đức Phật không nói cái câu kết. Đức Phật nói để cho mình mò. Nhưng mà tôi thấy Đức Phật nói vậy người ta cũng gì đó. Nhiều người cũng mò cái bắt đầu mới vẽ, mới bày đủ thứ chuyện cho chúng sanh sao nó mê lầm. Mà mình đã mò mò đó mấy ngàn kiếp rồi, tôi thấy cũng mệt rồi. Thành ra tôi đưa ra cái câu kết. Vì nó đang bị mình thấy là xong chuyện gì, đúng không? Nó không phải là mình, vì nó đang bị mình thấy. Nó ví dụ như cái hoa đang bị mình thấy, cái bàn, cái nhà, cái cửa đang bị mình thấy. Cái bị mình thấy nó không phải là mình. Mà rõ ràng thân tâm này đang bị mình thấy, cho nên nó không phải là mình. Đương nhiên có câu kết luận này vẫn có thể bị đòn. Vì Đức Phật không nói, có nghĩa là Đức Phật muốn mình mò để thấy. Thì vậy là nếu mà tôi có một câu kết là gần như tử ngữ ở trong nhà thiền. Câu kết đó gần như là tử ngữ. Nhưng mà nhà thiền thì nói những câu hoặc ngữ, có nghĩa là nói chừa cái chỗ để người ta thấy. Chứ mà bây giờ mày nói hết cũng không ai thấy thêm. Bây giờ ví dụ như bây giờ tôi nói là thân tâm đang bị mình thấy, cho nên nó không phải là mình, cái quý vị xong rồi khỏi cần muốn tìm gì nữa, đúng không? Nhưng mà hồi nãy giờ là nói không cho hiểu à. Tôi nói để quý vị thấy sự thật, chứ tôi không phải nói để cho hiểu. Lý do đó mà tôi nói tự ngữ. Chứ nếu không là vẫn chấm hỏi, tại sao thân này không phải là mình, tâm này không phải là mình, đúng không? Nhưng bây giờ trả lời một cái câu, vì nó đang bị mình hiểu. Và rõ ràng bây giờ mình nhìn đúng sự thật là thân tâm đang bị mình biết hay không? Đó, bây giờ chúng ta sẽ bước cho một bước nữa là rõ ràng thân tâm và ngoại cảnh đang bị mình biết, có nghĩa là mắt mình đang thấy hình sắc, thì hình sắc đang bị con mắt thấy rõ, và có cái người thấy rõ con mắt đang thấy hình sắc, có nghĩa là căn và trần đang bị ai đó thấy. Và bây giờ mình nhận biết đó là hoa, có nghĩa là kiến thức, có nghĩa là tâm của mình, bao nhiêu cái kiến thức được quân tập được gọi là cái tâm, bao nhiêu cái hiểu biết, bao nhiêu cái suy nghĩ mình được gọi là cái tâm. Và cái đó nó có khởi lên, ví dụ như đây là hoa, đây là lá, đây là cành, thì tất cả những đó được gọi là kiến thức, được gọi là cái nhận định, được gọi là cái hiểu biết, thì được gọi là cái tâm tưởng của mình.
Và cái đó đang bị mình biết không? Đang bị mình biết nữa mà. Cho nên lúc chúng ta đang thấy thì chúng ta thấy cái gì? Nếu ở vị trí phàm phu thì chúng ta đang thấy những cảnh trước mắt. Nếu ở cảnh giới phàm phu chúng ta đang nghe âm thanh xung quanh, đó là cảnh giới phàm phu. Nhưng mà vượt phàm hơn chút thì cái đang nghe là cái bị nghe được mình nhận ra, đúng không? Mặc dù mình chưa có chứng cái gì hết nhưng mà thấy này tôi bảo đảm là vượt phàm á. Chứ chưa có chứng gì hết đó, nhưng mà thấy này không phải là thấy của phàm. Thế như vậy là thân tâm và hoàn cảnh ngay nơi hiện tiền này có được mình thấy và biết rõ ràng tường tận nó hay không? Có không? Làm ơn thấy giùm đi, cái này là cái của quý vị chứ không phải cái của tôi. Lặp lại là đừng có tin và đừng có hiểu, và chỉ cần thấy đúng. Nên thấy đúng một lần giùm đi. Thấy đúng một lần thì quý vị không còn bị kẹt ở trong thân căn ngũ quẩn, không còn bị kẹt trong tam giới, không cần. Nó là phá ngũ quẩn ra không thì nó không có cần. Cái này nó còn tuyệt vời hơn cái phá ngũ quẩn nữa. Tới đây làm đi. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Không có nói chuyện vượt thoát, không cần vượt thoát. Tôi đang sống đúng hiện tiền, không cần vượt thoát gì. Cái thân này có còn hay là cái thân này có chết thì cũng ở nơi hiện tiền này mà nó sử dụng cái thân, hoặc là nơi hiện tiền này nó bỏ cái thân. Hiểu không? Không bàn chuyện sống chết. Bỏ thân cũng là ngay phút giây hiện tiền. À, vậy thôi. Sống chết không cần bàn. Có cái này rồi thì sống chết nên không biết sao dùng cái từ nhẹ như tơ hồng. Tôi dùng từ là không cần bàn luôn, khỏi cần nhẹ như tơ hồng vậy hết đó. Không có cần bàn cái chuyện sanh tử nữa. Và thấy tới đây khả năng là mình sẽ thấy được mình sẽ chết như thế nào. Thấy tới đây có khả năng lưu thân xá lợi nhiều triệu năm chơi nào tin không? Thấy tới đây thôi chưa nói tới bước nữa nha, tôi còn một bước nữa à. Nhưng mà tới đây đã ngon rồi nè. Thấy tới đây thấy rõ thân tâm rồi hả? Thấy rõ thân tâm và ngoại cảnh đang hiện hữu ở nơi hiện tiền này rồi là bảo đảm không có bàn tới cái chuyện sanh tử nữa. Sanh tử zero, không có bàn. Và nói chuyện sanh tử tự tại, biết ngày chết, tháng chết, năm chết, biết chết đi đâu về đâu là cái chuyện nhỏ lắm, không có bàn ở đây. Thấy tới đây là cái chuyện kia cực nhỏ. Và phải thấy tới đây, thấy được tới đây. Thấy một cách rất rõ ràng là ở mình nhìn thấy rõ ràng thân tâm mình đang hiện nha. Ví dụ mà nhìn quý vị mà có một cái lần thực sự, mình dùng cái từ theo cái nghĩa thế gian một chút nha, là thực sự mình thoát được ra khỏi cái thân này, để mình thấy cái thân này nó đang ngồi đây. Nhưng mà sự thật không cần thoát, nó đang thấy như vậy á. Quý vị đang thấy như vậy á, chứ đừng có tưởng là mình không thấy được. Không thấy được là mình tưởng. Mình áp đặt là mình thấy không được, do cái thói quen cũ mà thôi. Thì bây giờ bỏ cái thói quen cũ ra và đừng bao giờ áp đặt mình bất kỳ một cái vị trí. Như mình là ai, mình ở đâu, mình như thế nào, mình nhỏ, mình lớn, mình là thân nam, thân nữ gì đó. Bỏ hết những cái đó ra thì mình thoát khỏi tất cả những cái ảo tưởng và cái áp đặt cũ của chính mình. Thì hiện hữu liền là cái rõ thâm, không phải thân căn. Có thoát khỏi cái áp đặt mình chưa? Rõ ràng tất cả những thấy nhìn của mình đều là cái thấy áp đặt, đều là cái thấy lệ thuộc, đều là cái thấy làm theo, đều là cái lặp lại, đều là cái sự bắt chước, là cái sự bày đặt. Chúng ta đã từng bị gạt bao nhiêu ngàn kiếp rồi, bây giờ dứt khoát không còn nghe ai nữa. Tôi nói không phải để cho quý vị nghe tôi. Không nên nghe và đừng bao giờ tin. Nhắc lại. Mà quý vị chỉ cần thấy đúng thôi à. Tôi muốn gợi ý để cho quý vị thấy đúng sự thật của chính mình, chứ tôi không muốn nói gì thêm mà. Xin lỗi là không phải giảng đạo, không phải dạy đạo, không có dạy tu ở đây. Tuyệt đối tôi không bao giờ có ý muốn dạy ai tu. Vì muốn dạy người khác tu là một sự bày đặt và gạt người ta. Nói không, thầy tự hãy có pháp gì để dạy người ta tu? Dạ thưa con không có, xin sám hối là con không có dám dạy ai. Tại vì dạy người ta tu là gạt người ta. Đừng nói pháp tôi hay 3 tháng, 5 tháng, 7 tháng chứng cái gì đó, coi chừng phải đi xuống miệng sám hối với Phật giùm đi. Không có cái chuyện chứng đắc.
Không có quả để chứng, tại vì cái hiện tiền này có ai ở đây mà chứng chứ không có chứng. Tự nhiên mình bước ra để mà thấy rõ thân tâm và cảnh giới nơi hiện thực hiện tiền này thì là một bước rất là ngoạn mục trong cái kiếp người này. Và nó sẽ trả lời được tất cả những sự mê lầm từ trước giờ của chính mình. Đừng có tìm kiếm gì nữa, nó tỉnh tỉnh thấy ở đây đi. Đừng có kiếm cái chuyện chút nữa, đừng nói chuyện xa vời. Và đừng có bày đặt tu tập. Đối với chúng tôi, chuyện tu tập là chuyện bày đặt. Nói hơi bị mến lòng, nhưng mà đó là một sự bày đặt. Không có. Tới hồi thấy được sự thật này, mặc áo thầy tu, tôi cũng thấy tôi cũng bị gạt mấy chục năm mà. Nhưng mà lỡ rồi xin lỗi nha, gắn giữ lâu lâu cho hết đời. Chứ làm cái gì? Bây giờ thấy cái này ai cũng như ai, cạo đầu cũng như là để tóc. Bảo đảm là nó khác nhau mãi tơ nữa, đừng có đem cái chuyện mà đầu trọc ra gạt. Chúng ta chưa hề khác nhau một mãi tơ. Chưa có ai khác ai điều gì, tự mình áp đặt mình cảm giác mình khác người khác thôi. Đó là tất cả sự bài đặt. Không có cái sự khác biệt nhau trong tam giới này. Chưa bao giờ có cái sự sai khác nhỏ nhiệm nào của tất cả chúng ta đang có mặt ở đây. Không bao giờ có chuyện đó. Có là sự bài đặt. Nếu ai cho rằng mình cao hơn người khác, mình tốt hơn người khác, mình đúng hơn người khác, mình hay hơn người khác, mình gì đó là một cái sự áp đặt, một sự bài đặt của chính mình. Và không có cần sự áp đặt đó để làm cái gì. Cần để làm cái gì? Để tiếp tục gạt nhau thôi. Để tiếp tục làm cho lầm lẫn với nhau thôi. Chứ áp đặt để được cái gì? Mệt lắm rồi, mấy ngàn kiếp bị rồi. Mỏi mệt lắm rồi. Bây giờ dục nó không bên, để mình sống cho cái sự hiện thực này. Nó vốn dĩ là hiện thực. Và đừng có bài đặt thêm để làm lầm lẫn nhau trong cuộc sống này, để làm cái gì? Được cái gì đó? Được thỏa mãn riêng tư của bản ngã chứ được cái gì? Ngoài cái đó ra là không được cái khác. Mà bản ngã là một sự sai lầm. Sự sai lầm từ ngàn xưa tới bây giờ rồi. Bao nhiêu ngàn kiếp sanh tử cũng vì cái hàng chấp ngã này. Và bây giờ mình thấy rõ ràng là mình có một cái ở ngoài cái ngã chấp hồi xưa, giờ là thân với tâm này là mình. Mà sự thật đang hiện tiền ở đây là có một cái đang rõ biết cái thân tâm và hoàn cảnh này. Đây là một sự thật, nó không có dính gì với cái thân tâm hết trơn á. Không có dính gì với thân tâm hết á. Không có dính gì với hoàn cảnh luôn. Mà thân tâm và hoàn cảnh như thế nào nó rõ ràng như thế đó. Nó chưa từng lầm miếng nào. Đừng có tưởng là bây giờ tôi gắn lim dim tôi tỉnh giác để tôi thấy rõ. Không cần. Mấy cái người mà mở mắt đi từ từ rồi đó là đi điềm đạm tỉnh táo sự thật thấy ra. Chứ không cần gấp rút vội vã gì hết trơn. Không cần phải làm thêm cái gì. Tại vì sự thật nó giống vậy rồi. Mình muốn thấy thêm cũng không được. Mình muốn thấy khác cũng được, mà chỉ là thấy đúng là được. Nó chỉ là thấy đúng thôi. Nói lòng vòng bây giờ hỏi lại là chúng ta đã thấy được chưa? Thấy được chưa? Thấy được chưa? Vấn đề là chúng ta thấy tới đây chưa? Thấy tới đây nói một bước nữa. Bước nữa sẽ hấp dẫn hơn. Thấy tới chưa các bạn? Vấn đề là chúng ta đã thấy được thân tâm và hoàn cảnh đang bị mình thấy chưa? Và trong cái thấy thân tâm và hoàn cảnh này, rõ ràng là quý vị không có dính với cái gì hết chưa? Không có dính với thân, không có dính với tâm, không có dính với hoàn cảnh, nổi không? Trong cái hiện tiền này là không ai dính với ai được đâu. Đừng có tưởng là mình dính là một sự áp đặt. Mà thấy thông lưu mới là cái thấy đúng. Cho nên nếu mình thấy đúng là thân tâm và ngoại cảnh hoàn toàn đang thông lưu là chúng ta đang thấy đúng. Và đừng có nghe cái mấy thằng cha cũ nữa nói là cái gì đó là nghiệp gì đó. Thôi đi, cái chuyện đó thì chuyện cũ rồi. Bây giờ mình đang thấy cái mới, đang cái mới mẻ hiện tiền này, phải thấy đúng cái hiện tiền mới mẻ dùm.
Chỉ cần vậy thôi, tôi cần là quý vị đang thấy đúng sự thật đang có, đang diễn ra. Và chúng ta nên sống đúng với sự thật, không cần nên nữa mà thấy đúng là tự động sống đúng. Chỉ sai cho nên gắng sống cho trúng. Cho nên mấy người mà gắng sống cho hợp đạo có nghĩa là người đó đang thấy sai. Còn là tự động tự nhiên là nằm ngủ ghét chân rồi nhịp nhịp nó cũng là đạo là đúng. Làm thêm cái gì là lệch đạo. Đừng có nói tôi dụng công tôi nhập định 3 tháng 7 tháng, không phải. Cái chuyện đó thì không dám nói mít lòng, nhưng mà không phải là cái hiện thực hiện tiền này. Đức Phật đang nói tới cái hiện thực hiện tiền. Thì chúng ta sống thấy đúng cái hiện thực hiện tiền thì tự động là cái hiện tiền này nó cứ mãi mãi là hiện tiền trong cái đời sống này của chúng ta. Chứ không phải dụng công, không phải sống đúng với đạo nữa, không phải sống hợp với đạo nữa. Bây giờ hỏi lại là chúng ta có thấy được ngay cái hiện tiền này, thân, tâm và hoàn cảnh đang được thấy rõ, biết rõ không? Và rõ ràng thân, tâm và hoàn cảnh này không có nào dính với nào không? Và nó cũng không bao giờ dính với cái đang thấy này. Không dính được, không làm sao dính được với cái đang thấy này hết á. Chúng ta có nhận rõ được điều này không? Có đã. Và thấy vậy cần tu nữa không? Tới đây thôi đó, chưa đi bước bước nữa nha, tới đây đã là quá rồi luôn á. Thấy vậy là vượt thoát, thấy vậy là ở ngoài sinh tử liền. Không còn có chỗ để ứ động được. Và không ai có thể làm mình ứ động, không có gì có thể làm mình ứ động được nếu mình thấy tới đây. Tất cả những ứ động là do cái gì? Do cái sai lầm mình thấy thân là mình, tâm là mình. Có thân có tâm thì mới có chỗ dính lại. Còn thân tâm đang bị mình thấy nó dính với cái thằng ở đó đó. Nó dính với cái thân tâm ở đó đó. Cái thân tâm đang bị mình thấy ở dưới đó đó. Cho nên cái dục nhiễm hay là cái gì thì cái chuyện đó đó. Còn mình là cái rõ ràng nó đang ở đó. Đói bụng ăn cơm hoặc là thức hoặc là ngủ hoặc là buồn hoặc là vui đó, nó là cái đang bị mình thấy mà. Phải rất rõ ràng nó đang là cái bị mình thấy. Và rõ ràng đang thấy rõ từng việc rất nhỏ của thân và tâm. Và cái này chưa bao giờ lầm. Chưa bao giờ lầm. Vậy đó mà là sao? Nó vẫn còn chưa có hoàn toàn gọi là vượt thoát. Vì lý do tại sao? Lý do tại sao? Còn hiện hữu mình rõ biết ở đây chưa có phá. Thấy vậy cho tận gốc cái mình rõ biết chưa phá được, đúng không? Đương nhiên mình thoát rồi, nhưng mà mình thoát còn mình để thoát à, đúng không? Còn mình để thoát thì chưa phải. Đó là cái gốc khuất của tất cả công phu tu chứng mà người ta không phá ra được. Người ta chứng, người ta đắc, người ta được, người ta đạt, người ta đến. Người ta định, người ta loạn, người ta khổ, người ta vui là gì? Còn người ta ở đâu đó. Đây là gốc khuất. Nhưng mà quý vị sẽ nhìn lại, dùng từ nhìn lại nó không có đúng, nhưng mà nếu như chúng ta đang ở cái cảnh giới mà rỗng rang, rời rảnh, rõ ràng duyên cảnh và thân tâm, thì chúng ta ở yên đó đi. Tới đây cũng đã quá đủ cho cái việc mà tìm cầu chân lý của chính mình rồi. Khi mà chúng ta sẽ nhận định lần lần, giống như nãy vậy, bây giờ mình thấy rõ ràng thân tâm và hoàn cảnh, cái bắt đầu mình thấy thân này với cái tâm này với hoàn cảnh này, nó ba thằng này nó không có dính với nhau, đúng không? Đầu tiên là chúng ta thấy ba thằng này nó không dính, thì vậy là nếu như mình còn trụ thân thì thân nó cũng không dính gì, trụ tâm thì tâm nó cũng không trụ được, tại vì nó không dính nhau cho nên nó không trụ được. Ví dụ vậy thì vậy là mình tự trả lời, mình tự thấy rõ tất cả mọi duyên cảnh và thân tâm mình nó không có chỗ để dính mắc với nhau. Vì tất cả các pháp vốn dĩ nó vô trụ, nó tự rỗng rang, nó tự rời rảnh, nó chứ không ai làm gì. Ví dụ như tôi nói một tiếng quý vị đang nghe, và sau cái âm thanh vừa nghe đó quý vị còn giữ là được không?
không được, không dính được. Đó là sự thật. Và sau khi mình thấy những cái sự thật này rồi, lần lần mình thấy không dính thân, không dính tâm, không dính hoàn cảnh. Và mình thấy, mình biết rõ ràng là thân tâm hoàn cảnh không dính. Cái mình cũng thấy là mình là cái người rỗng lặng mênh mông, giống như ở trên nhìn xuống vậy đó. Phải xảy ra cái sự thật này nha. Sự thật này phải xảy ra trong cái thấy hiện tiền này, là rõ ràng như mình người ở trên nhìn xuống thấy mấy con kiến nó bò dưới kia vậy đó. Và trong cái khoảnh khắc này, nếu như chúng ta thường trực sống bằng cái thấy này thì tự động một hồi nữa thì tất cả những cái gì liên quan tới thân tâm hoàn cảnh tự động nó sẽ biến mất. Nó tự động automatic biến mất. Và cái phút chốc nó biến mất hoàn toàn thân tâm và hoàn cảnh thì nó sẽ biến mất cái thằng đang rõ biết hiện tiền rỗng lặng mênh mông kia liền. Và khi cái thằng mà rõ ràng rỗng lặng mênh mông rõ biết thân tâm và ngoại cảnh nó biến mất cái nữa thì hoàn toàn mới mất đi cái mình tuyệt đối, ngã tuyệt đối ngay đó đã chết mất. Thì bây giờ sẽ hiện hữu tất cả mọi cái hiện hữu, tất cả mọi cái hiện hữu đều là tất cả mọi cái hiện thực. Và tất cả cái hiện thực đều là tất cả cái sự rõ biết, chứ không ai biết cảnh, không ai biết thân, không ai biết tâm nữa. Mỗi mỗi hiện tiền đều là cái tỏ thông vô ngại. Khắp pháp giới này đều là tỏ thông vô ngại, từ cành cây cho tới cọng lá, từ những tế bào cho tới những cái vật thể tinh vi nhất. Từng sát na hiện hữu trong pháp giới này là pháp giới mênh mông hiện thực rõ biết, chứ không ai biết ai. Và phút rõ biết này mới là sự thật. Mình tự động đi đâu mất rồi, mình không biết ai nữa, không còn mình để biết ai nữa, hiểu không? Hồi nãy là mình biết khắp, mình thấy khắp, bây giờ là cái hiện thực của sự rõ biết. Đến đây mới là chỗ mà Phật Tổ muốn nói cho mình nghe. Đây mới là cái sự thật. Thì như vậy là cái sự rõ thông hồi trước á, nó là một cái sự rõ thông không ứ trệ, không có dính mắc, không có chỗ ứ động. Nhưng bây giờ nó không phải là sự rõ thông nữa, mà mỗi mỗi đều là cái rỗng lặng mênh mông hiện tiền. Nó không có thân, không có tâm, không có hoàn cảnh. Nhưng mà tất cả thân tâm hoàn cảnh đều hiện nguyên đó. Và tất cả cái nguyện hiện nguyên đó đều là hiện nguyên cái pháp giới rỗng lặng thanh tịnh mênh mông rạng ngời, không có hiện tại, không có quá khứ, không có vị lai, không có ta và không có người. Kiếm mãi tơ không có, và không ai để ở đó để mà kiếm nữa, mình mất tiêu rồi, hết đường để kiếm rồi. Thì vậy là trong cái khoảng mà quý vị thấy rất là rõ ràng mọi cái thân tâm và hoàn cảnh này là cái đang bị mình biết. Cho tới một cái lúc chúng ta sẽ tiến một bước nữa, mình thấy rất rõ ràng là mình đang thấy như mình bất lực. Mình lấy nó không được, mình bỏ nó không được. Mình đang nghe, mình lấy không được, bỏ không được. Đang ngửi, đang nếm, đang xúc chạm mà lấy không được, bỏ không được là cái khúc chuẩn bị chết đó. Và rõ ràng đến cái lúc mà mình hoàn toàn bất lực ở nơi thân tâm, cái rõ biết là rõ biết nhưng mà thân tâm này hoàn toàn bất lực, không có động dụng được, không có nhúc nhích gì não bộ, trí não gì, tất cả những cái động niệm nơi tâm đều là một sự bất lực. Và bất lực ở thân tâm một đoạn cái bắt đầu nó chết luôn. Nó chết luôn thì mình hết biết, nhưng mà là toàn tri hiện hữu như hiện hữu hiện ra. Lúc đó mới là sự toàn tri. Thì tất cả mọi thứ trong vũ trụ này đều là sự hiện hữu của toàn tri, đều là sự hiện thực, hiện hữu, hiện tiền, hiển nhiên, như nhiên như vậy, không có khác. Và lúc đó là lúc mình nghỉ ngơi. Thôi chúng ta nghỉ ha.